vận động dễ dàng, không lo Parkinson. Hàng giết con tử vậy? Bơ chảy bơ. Cảm ơn cô chủ tịch đã gửi thuốc ngon. Tôi bữa nay cũng đỡ nhiều. Chúc cô sức khỏe. Chúc cô sức khỏe. Bữa nay tôi thấy khỏe, mạnh trong người, đi tới đi luôn. Chưa đi được. Chưa đi được nhưng có người dính thì thấy khỏe hơn nhiều. Không còn những lo rút rẩy chân tay ở người Parkinson. Liên hệ 0356 058 337 để biết thêm chi tiết.